Các bạn ngày hôm nay sẽ nói về kỹ năng tư duy phản biện và tranh luận. Thì bạn có khó chịu khi mà bị chỉ trích hay không? Bạn có thích tranh luận hay không? Hầu hết mọi người đều trả lời là không cho cả hai câu hỏi trên. Vậy thì tại sao chúng ta cần phải học tư duy phản biện và tranh luận? Liệu đó có phải bởi vì một nhóm muốn làm việc hiệu quả thì cần phải xử lý được những lời chỉ trích và biết cách tranh luận? Thực ra là không phải như vậy. Tư duy phản biện nó không phải là cái lời chỉ trích hay là tranh biện tranh luận, không có nghĩa là có hai bên đối đầu với nhau. Vì vậy thì chúng tôi thường cho rằng ấy, cái nhóm làm việc hiệu quả cần phải có những cái thành viên có khả năng tư duy phản biện, có khả năng tạo ra và tham gia một cái cuộc tranh luận mang tính chất là xây dựng. Vậy thì cái khái niệm tư duy phản biện là điều gì? Bạn có hiểu cái tư duy phản biện là gì không? Tư duy phản biện được hiểu là một cái kiểu tư duy cần sử dụng khi bạn phân tích những cái thông tin mà bạn đọc được hoặc là nhìn thấy hoặc là nghe thấy nhằm mục đích đưa ra một cái kết luận, một quyết định hợp lý nhất. Đây là cái kiểu tư duy nhằm định hướng cái kết quả, giải quyết một cái vấn đề nào đó. Tư duy phản biện cũng là cái loại nhân tố chính được sử dụng trong quá trình tranh luận để đạt được cái mục tiêu của nó. Các chuyên gia khẳng định rằng tranh luận một cách có khoa học sẽ giúp cho những cái quyết định được sáng suốt. Tư duy phản biện và tranh luận sẽ giúp phát triển nhóm, trình bày và phản biện lại những cái quan điểm của mình một cách tốt nhất, đồng thời giúp cho nhóm lắng nghe và phân tích các quan điểm của người khác một cách hiệu quả nhất. Như vậy, tư duy phản biện nó là cái gì? Nó là một cái loại tư duy nhằm để định hướng kết quả, giải quyết một cái vấn đề nào đó. Nó là cái nhân tố chính được sử dụng trong quá trình tranh luận để đạt được cái mục tiêu của nhóm. Và sự cần thiết khi mà có cái tư duy phản biện để giải quyết một cái vấn đề nào đó thì nhất quyết phải có cái tư duy phản biện này. Chúng ta phải biết phân tích quan điểm của người khác để từ đó chúng ta đưa ra cái quan điểm của chúng ta, và chúng ta có thể trình bày và hoặc là phản bác một cái quan điểm nào đó của người khác một cách tốt nhất. Và chúng ta phải tranh luận một cách có khoa học chứ không phải là tranh luận bằng đao to búa lớn, đúng không? Ở đây một cái được nói đến mà chúng ta lưu ý đến khi chúng ta tranh luận, chúng ta phản biện, đó là phải có luận điểm. Một luận điểm là một cái lời tuyên bố đi kèm với các dẫn chứng và các lý lẽ minh họa. Luận điểm không đơn giản là một cái kiểu ý kiến như là tôi là ở câu lạc bộ ABC nào đó, cần phải có nguồn đầu tư hơn trong năm nay đâu. Giả sử như chúng ta nói với một cái người đầu tư như vậy, nói với giám đốc như vậy, thì chúng ta sẽ mất điểm trong mắt họ và chúng ta chưa 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 có được cái tư duy phản biện, chưa phải là cái luận điểm trong cái tư duy phản biện đâu. Một luận điểm yêu cầu phải có cái lý lẽ, phải có dẫn chứng đi kèm để chứng minh là nó đúng. Ví dụ câu lạc bộ ABC cần phải có nhiều nguồn đầu tư hơn trong năm nay vì năm nay chúng ta sẽ tăng gấp đôi quy mô và không thể đảm bảo được chất lượng và số lượng như cũ nếu không tăng cái nguồn vốn đầu tư. Các bạn thấy không, cái câu vừa rồi ấy, nó có là dẫn chứng, nó có lý lẽ ở trong trong câu. Từ dẫn chứng chúng ta sẽ có suy ra được cái lý lẽ. Như vậy sử dụng luận điểm theo cách này sẽ giúp giảm được các mâu thuẫn, các bất đồng trong nhóm, vì người ta hiểu mình hơn, đúng không? Khi mà chúng ta nói ra có luận điểm, người ta sẽ hiểu chúng ta hơn, người ta sẽ tránh được cái tình trạng xung đột, tránh được tình trạng là thiếu tính thống nhất ở trong trong nhóm. Khi mà các thành viên trong trong nhóm sử dụng tư duy phản biện ấy, để thuyết phục người nghe duyệt các đề xuất và kiểm tra cái ý kiến trái chiều, thì chúng ta đã gây ảnh hưởng
lên người khác. Từ đó chúng ta sẽ gây ảnh hưởng, chúng ta sẽ tạo ra được một cái giá trị. Đấy. Cái giá trị cho nhóm. Vậy thì giá trị của tranh luận trong nhóm. Tranh luận trong nhóm hơn và không giống như hai cá nhân đang tranh luận với nhau. Nếu hai người đang tranh luận với nhau thì nó khác rồi. Nhưng mà tranh luận trong nhóm thì nó phải khác. Nó phải nâng lên một cái tầm cao mới. Khi nhóm đưa ra kết luận rồi thì cuộc tranh luận sẽ kết thúc. Đúng không? Một quyết định chính là dấu hiệu cho việc kết thúc của tranh luận. Và là dấu hiệu của sự bắt đầu của quá trình thực thi quyết định. Hoặc là quá trình tranh luận một vấn đề mới. Tranh luận nhóm sẽ có nhiều thách thức và nghi vấn hơn là tranh luận cho hai người. Tranh luận có hiệu quả sẽ giúp nhóm hiểu và phân tích được các ý kiến, gây ảnh hưởng lên các thành viên và đưa ra được các quyết định đúng đắn. Vì vậy đúng không? Thì chất lượng của một cuộc tranh luận sẽ là cái nhân tố quyết định nhóm có được đạt được cái mục tiêu của chúng ta hay không. Đấy. Một tranh luận viên cần phải kiểm soát được cái ham muốn chiến thắng của cái cuộc tranh luận của bản thân họ. Họ phải cân bằng nó với việc giải quyết được các vấn đề hoặc là đạt được cái mục tiêu của nhóm. Tranh luận nhóm cần được hướng dẫn tới sự hợp tác chứ không phải là sự cạnh tranh. Tôi nhắc lại lần nữa là tranh luận trong nhóm cần phải hướng tới sự hợp tác chứ không phải là cạnh tranh. Tranh luận mang tính hợp tác có nghĩa là quá trình tương tác nhằm mục đích giúp thành viên đưa ra được đánh giá tốt nhất và đưa được cái quyết định tốt nhất trong các tình huống. Nhắc lại lần nữa, tranh luận mang tính hợp tác có nghĩa là tranh luận nhằm mục đích giúp các thành viên đưa ra đánh giá tốt nhất, đưa ra quyết định tốt nhất trong các tình huống. Và những cái tranh luận viên hiệu quả là những người tranh luận viên tập trung vào giải quyết vấn đề, tập trung vào giải quyết vấn đề chứ không phải là tập trung vào chứng minh mình là đúng, không phải là tập trung chứng minh mình là đúng. Chúng ta phải gạt bỏ cái tôi đi, hiểu không? Họ phải hiểu rằng nhóm sẽ có được nhiều thông tin hơn và phát triển hơn khi có những cái ý kiến đóng góp tranh luận. Đấy. Kể cả những cái ý kiến mà mang tính chất là trái chiều. Đấy. Và tuy rằng các tranh luận viên này muốn thắng trong cái cuộc tranh luận, nhưng mà họ sẽ biết khi nào phù hợp để mà chúng ta dừng lại, tránh ảnh hưởng đến mục tiêu chung của nhóm và sự đoàn kết của nhóm. Đúng không? Đây là những điều mà lưu ý sau khi tôi đã trình bày cái giá trị của tranh luận và những cái luận điểm tranh luận. Đó là khi mà chúng ta tranh luận, chúng ta cần phải hướng đến sự hợp tác chứ không phải là cạnh tranh. Chúng ta phải biết lắng nghe những ý kiến trái chiều, những ý kiến mà chúng ta bực tức, có thể khiến cho chúng ta bực tức. Và khi mà chúng ta trình bày những cái ý kiến của chúng ta phải biết cách dừng lại đúng lúc. Chúng ta tranh luận, chúng ta phản bác lại ý kiến người khác, chúng ta nêu ra những cái luận điểm, những lý lẽ để chứng minh quan điểm của mình, thì phải kiểm soát được cái ham muốn chiến thắng của bản thân. Nếu không, nó sẽ dẫn đến xung đột, nó sẽ dẫn đến ảnh hưởng đến mục tiêu và sự đoàn kết chung của cả nhóm. Và ở cái phần tiếp theo, tôi sẽ trình bày các tổ chức và cách trình bày các luận điểm trong vấn đề cái tư duy phản biện này. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Đúng không?